Chào các bạn đến với kênh 68 TV nha. Đây là khu vực những con tàu container đi qua khu vực này rất là đông các bạn. Một chiếc xích đang rời khỏi khu vực này nha. Đây là sông Lòng Tàu. Và hiện giờ sông rất là cạn các bạn. Mấy chiếc xà lan mà chạy gần bờ là mắc cạn hết trơn. Một chiếc Siban. Một chiếc tàu container có chiều dài 208 mét các bạn. Và tích hợp 3 cây cẩu ở trên con tàu rất là lớn. Chiếc này chở khá là nhiều container trên con tàu này nha. Siban Geyowu. Tên quá khó đọc luôn. Đây là chiếc tàu có tải trọng 34.264 tấn các bạn. Nó chở được 2.500 cái container tiêu chuẩn. Các bạn thấy là khu vực này nước quá cạn. Mấy hôm nay trời ở miền Nam quá nóng mà chưa có mưa nữa. Hiện nay khu vực sông Lòng Tàu nước rất là cạn nha. Mấy con tàu container này nó đợi nước lớn và nó mới vào được các bạn. Bây giờ nó chơ đáy ở khu vực phía ở sát mé sông này. Nó phải đợi con nước lớn và nó đi theo cái lòng lặch để có thể đi vào cảng cắt lái được các bạn ơi. Đây là Hải An Tham, một chiếc tàu của Việt Nam. Và đi trước nó là chiếc kiểm ngư các bạn. Một chiếc 470 nha. Mấy chiếc kiểm ngư ở khu vực này mình thấy là rất là lớn. Đa phần là những cái chiếc kiểm ngư rất là khủng các bạn. Mấy chiếc này đi ra biển và bảo vệ tàu cá. Bảo vệ bờ biển. Đây là chiếc cảnh sát biển của Việt Nam nha. Chiếc này khá là dài các bạn. Chắc khoảng 40 mét có. Trên hai cây đại liên hay nào. Hay là hai cây xuống nước không biết. Chiếc Hải An Tham, một chiếc tàu của Việt Nam có chiều dài 161 mét. Và nó đang đi ngang chiếc kiểm ngư của Việt Nam các bạn. Hải An Tham có thể chở được 18.000 tấn các bạn. Và chở được 1.000 cái container. Cái chiếc này đăng ký ở cảng Hải Phòng. Chiếc này có thể là đi cảng Hải Phòng với cảng Cát Lái rồi. Con chiếc ghe đang đâm thẳng qua bên kia sông các bạn, đang chuẩn bị đi ngang con tàu Hải An Tham nha.
rất hiếm những con tàu container của Việt Nam mình quay được các bạn. Toàn là những con tàu dưới 1.000 container. Đây là Sky Rainbow, một chiếc tàu của Hàn Quốc các bạn. Chuyến hành trình của nó đi về Hàn Quốc. Đây là chiếc tàu có thể chở được 1.800 TEU và có chiều dài 172 mét nha. Chiếc này tải trọng nó là 22.426 tấn. Cảng nhà của nó là Jeju. Jeju. Cảng Hàn Quốc. Chiếc này mới đóng 2022 các bạn. Wow, đây là Chennai Voyage, một chiếc tàu có chiều dài 207 mét. Đây là một trong những chiếc tàu có chiều dài trên 200 mét đi vào cái sông này các bạn. Ở phía chứa mũi nó làm cái nắp nhìn quá đẹp. Đây là chiếc tàu có tải trọng 33.000 tấn nha. Chở được 2.546 TEU. Hiện giờ con sông khá là cạn. Ở miền Nam vào mùa khô là nó cạn cũng dữ lắm. Chắc còn tầm khoảng 15 ngày nữa là mưa các bạn. Đây là cái khung cảnh nó đi qua sông Xoài Rạp các bạn ơi. Sông Lòng Tàu quá khủng, nó khổng lồ luôn, dài trên 200 mét, nhìn nó khủng khiếp lắm. Đi ngang mấy chiếc xà lan mà mấy chiếc xà lan chút ác à. Đây là một chiếc tàu được hạ thủy năm 1999 và có tuổi thọ là 24 năm rồi nha. Tiếp tục là một chiếc xích các bạn, chiếc xích Rindy. Chiếc này có chiều dài 172 mét à, và chiều rộng là 28 mét. Hiện giờ nó chở khá là nhiều container. Chiếc này nếu mà lấp đầy nó có tải trọng là 24.521 tấn nha. Cảng nhà của nó là Hồng Kông. Đây là phía sau đuôi của nó nè.
Một chiếc Enric đang đi vào cảng Cát Lái. Đây là một chiếc tàu có chiều dài 172 mét tiếp, và hiện giờ nó đang đi tốc độ cũng khá là cao. Nước hiện giờ quá cạn rồi. Chiếc này có tải trọng vào mùa hè là 23.432 tấn, và mùa đông là 19.000 tấn các bạn. Wow, anh ấy đang đi tốc độ khá là cao nha, tạo những cơn sóng rất là khủng khiếp. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.